rồi đang chuẩn bị muốn làm cái việc gì đó thì nó lại rủ mình đi nhậu. Đừng làm nữa, đúng không? Dạo này mày khinh bạn này, đúng không? Chả thấy giao lưu hội hè gì nữa, và thôi bỏ việc đi để nhậu. Cuối cùng là mình muốn hàn gắn tình cảm lại phải đi nhậu. Cuối cùng mình là ai? Có phải mình lại giống họ không cả nhà? Mình đang muốn thay đổi một tí cái, nó lại lôi mình về cái con đường cũ. Đây là bức hình mà tôi chụp ở trên sân golf nha các bạn. Những người này là nhân viên sân golf này, những người mặc đồ xanh xanh này này là nhân viên sân golf. Còn những người còn lại là những người chơi. Và trong cái hội này, tôi là ở trong cái hội chứng khoán. Thì trong cái hội đấy gần như là đều là những cái doanh nhân ấy. Một là ông có tỷ đô này, hay trung bình thì các ông có từ 100 tỷ cho đến 1000 tỷ. Thì chúng ta thấy là nếu mình được vào trong cái nhóm đó, mình có sướng không cả nhà? Sướng không? À, hội này thì đánh gôn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Mỗi một ngày trung bình lên sân gôn của họ, họ cá độ với nhau, tức là ai đánh thắng thì họ sẽ ăn được tất tiền của những người kia. Những cái người này chơi với nhau ấy, trung bình một trận như vậy là vài chục triệu một trận. Một người mất. Và các bạn tưởng tượng cứ tuần 3 buổi thì họ sẽ mất khoảng bao nhiêu tiền? Hàng trăm triệu một tuần. Thế các bạn sẽ thấy là họ giàu không cả nhà? 100 triệu một tuần, một tháng hết bao nhiêu tiền? Nửa tí thôi. Có những trận đánh mọi người mang cả tỷ đi để đánh với nhau. Thế các bạn sẽ thấy tiền với đội này sẽ là gì cả nhà? Lúc đấy nó làm một cái gì đấy, nó không còn quá nhiều giá trị giống như chúng ta nữa. Có phải vậy không? Mình thì ước mơ là kiếm được 1 tỷ một tháng. Còn đối với họ là một trận lên sân golf thôi là có thể cá độ với nhau tiền tỷ rồi. Thì có một cái tư duy như thế này này các bạn này. Vì sao mình lại phải tham gia vào đây? Để làm gì? Để làm gì? Hay nói đơn giản hơn là một nhóm khác này. Cho anh xem cái hình tiếp theo. Đây. À, mọi người có nhìn rõ mặt không? Có nhìn rõ mặt không? Rồi. Có ai hay xem TikTok không? Có biết anh này không? À, Lê Chí Linh. Đầu trọc ấy. Idol TikTok. Anh này kinh doanh trung bình một tháng khoảng tầm 30 tỷ. Đấy, idol của chúng ta. Anh này thì chuyên về iPhone, một tháng khoảng 20 tỷ. Anh này thì chuyên về du lịch và cà phê ở Sài Gòn, cũng rất nhiều tiền. Và anh này thì nghèo nhất trong đám. Nghèo lắm. Đấy. Nhưng mà ít nhất là cũng chơi được với nhóm người giàu. Có một tư duy như thế này này các bạn này. Vì sao có rất nhiều hội nhóm, gần như trong ngành làm đẹp tôi không tham gia bất cứ một hội nhóm nào cả. À, hiệp hội spa chuyên nghiệp mời tham gia vào quản trị này, mốt này, admin này, chúng ta biết mấy hiệp hội đấy không? Ở hội chủ spa, hội gì Việt Nam mình nhiều hội lắm. Nhưng tôi không tham gia bất cứ một hội nào cả. Các bạn cứ để ý mà xem. Một mình tôi tạo dựng một cái đế chế riêng. Và vì sao mình không tham gia? Bởi vì tôi có một cái tư duy, nó gọi là lựa chọn thì hơn cố gắng. Các bạn cứ viết cái đó xuống, tôi sẽ giải thích. Lựa chọn thì hơn cố gắng. Lựa chọn thì hơn cố gắng. Để tôi nói về việc là chọn những cái hội nhóm để mình tham gia là gì? Khi mà mình tham gia vào trong cái hội, mình là người giỏi nhất trong cái nhóm đó, thì mình sẽ là người thế nào cả nhà? Không học được gì hết, mà mình sẽ là người luôn luôn phải đi chia sẻ, luôn luôn phải hướng dẫn người này người kia. Có đúng không cả nhà? Mà mục tiêu của mình là nếu mình đi dạy thì mình đã có cái công việc của mình ở đây rồi, ở lớp đây rồi, không cần phải vào đó để dạy dỗ ai nữa hết. Cái cuộc sống hàng ngày của mình là mình cần đến một cái chỗ nào mình là người kém nhất để mình còn được học người ta. Và vì sao mà mình có thể liên tục mình tiến lên, liên tục mình phát triển? Vì sao lại như vậy? Thì đơn giản thôi, tôi có những người kéo mình lên. Tôi có những cái hội nhóm như vậy. Người ta chỉ cho mình cái cách để mình làm, để mình phát triển. Và mình tham gia vào đấy. Có một câu nói là gì? Thà làm
đuôi công, chứ không làm đầu gà. Viết xuống. Thà làm đuôi công, chứ không làm, không làm gì cả nhà, đầu gà. Rồi thêm một câu nữa này. Thà làm thằng bét của tốp đầu, thà làm thằng bét của tốp đầu, còn hơn, còn hơn là làm thằng đầu của tốp bét. Cái người mà lúc nào cũng thấy mình giỏi nhất là người đấy có vấn đề. Vì sao lại là có vấn đề? Bởi vì họ sẽ không học cái gì hết, đúng không? Ai đó đến đây học với cái tinh thần là cái gì cũng biết hết rồi, cái gì cũng biết hết rồi, thì không cái gì vào đầu được hết. Có phải vậy không cả nhà? Nhưng nếu mà chúng ta có cái tinh thần ấy, là chỉ cần có một cái gì đấy nó lọt được vào đầu của mình, nó sẽ giúp cho mình phát triển rất mạnh. Thì đấy là người có tinh thần học hỏi, đúng không? Và với tôi luôn luôn là như vậy. Khi mà tôi phải nói nhiều, khi mà tôi phải dạy, đó là khi tôi đang làm cái công việc của mình. Còn ngoài đời ấy, thì tôi rất ít nói. Mà tôi thường tập trung là tôi nghe người ta nhiều hơn, tập trung là đi học người ta nhiều hơn. Thế sao mà mọi người bảo đi cà phê để giao lưu đi? Tôi bảo không giao lưu cái gì hết. Mình phải đến cái chỗ chất lượng cơ. Mình chọn đấy các bạn. Cà phê với ai là phải chọn. Đi ăn với ai là làm gì cả nhà? Phải chọn. Tất cả mọi thứ của mình là phải chọn. Ngay việc mọi người ở đây thế, đi học cũng là phải chọn. Tất cả mọi thứ đều phải chọn hết. Chọn bạn này, chọn thầy này, chọn mọi thứ. Chúng ta không thể để cho dòng đời nó đẩy mình đi đâu mình đến đó được. Không thể. Phải có cái sự lựa chọn. Bản thân của tôi cũng là lựa chọn. Tổ chức ra ngoài một tí. Nếu mà tổ chức ở Hà Nội thì số lượng người tham dự sẽ đông hơn, bởi vì gần. Người ta có thể sáng đi chiều về được. Còn ở đây là phải tách biệt. Có đúng không cả nhà? Một cái rào cản. Chọn lọc được. Cái số 2 là không mất phí, nhưng bạn phải tự lo cái tiền ăn ở của bạn. Và phải chuyển khoản trước. Nhiều người lại không muốn cái điều đấy. Lại chọn lựa một lần nữa. Đến cuối cùng là làm gì cả nhà? Để ra những người học chất lượng nhất. Và người ta đến đây họ tập trung này, họ khát khao này. Thì khi mà họ đi học về, họ thành công. Mà họ thành công thì mình làm được cái gì? Mình làm được gì cả nhà? Không phải. Mình khoe được là những người đấy học lớp của tôi thành công đấy. Có phải vậy không cả nhà? Thế là tự nhiên là mình lại marketing được mình lên. Chứ còn mình gọi là cái gì mình cũng vơ vào người. Mọi người học xong về bảo ui chán lắm, mà không ai thành công được cả. Đến cuối cùng ấy, mình có cái gì không? Có gì không cả nhà? Chẳng có gì hết. Để cho nên là mình phải chọn tất cả mọi thứ là gì cả nhà? Phải chọn. Lựa chọn hơn cố gắng là như vậy. Rồi chọn cái việc như thế này này các bạn này. Từ sáng đến giờ chúng ta thấy được là rất nhiều tư duy mà trước đây chúng ta đã suy nghĩ sai không? Có không cả nhà? Và chúng ta thấy là có nhiều tư duy mới, mình phải nghĩ theo chiều hướng đó. Có không? Và nếu mà mình ở nhà mình không đi học đi, thì bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ nghiệm ra được là mình cần phải như vậy? Bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ cần biết được rằng à, tôi làm một cái công việc đó thôi nhưng tôi sẽ là người giỏi nhất? Bao nhiêu lâu nữa bạn mới nghiệm được ra? Không biết. Ai đó may thì nghiệm được, có người thì cả đời không ra. Có phải vậy không cả nhà? Ở bao nhiêu lâu nữa thì bạn mới biết được rằng là à, lựa chọn thì hơn cố gắng. Là mình tham gia vào cái nhóm mà những người mà rất giàu thì chúng ta có khả năng để được người ta hướng dẫn về làm giàu. Còn xung quanh mình bây giờ bạn hãy nhìn về cái thực tế nha. Nhìn xung quanh bạn, cái cuộc sống hiện tại của bạn, những người xung quanh mình là ai? Những người đang chơi thân với mình là ai? Có những ai giàu đến cái mức khủng khiếp chưa? Có chưa cả nhà? Có ai hướng dẫn mình làm giàu chưa? Những người thân đấy nha. Chưa có. Thế đó là lý do vì sao mà mình chưa thành công được. Mà không nhất thiết là mình chơi những người đó để mình lấy cái gì từ họ. Chỉ đơn giản là cái năng lượng thôi. Họ bảo tháng này kiếm từng này tiền, tháng kia kiếm từng kia tiền, thì mình có cái động lực để mình làm. Nhưng mà chơi với những người nghèo đi, thì người ta bảo thôi đừng làm nữa, làm toàn lỗ, làm rủi ro lắm, thôi cứ đi như tao này cho nó khỏe. Rồi đang chuẩn bị muốn làm cái việc gì đó
thì nó lại rủ mình đi nhậu. Đừng làm nữa, đúng không? Dạo này mày khinh bạn nè, đúng không? Chả thấy giao lưu hội hè gì nữa, và thôi bỏ việc đi để nhậu. Cuối cùng là mình muốn hàn gắn tình cảm lại phải đi nhậu. Cuối cùng mình là ai? Có phải mình lại giống họ không cả nhà? Mình đang muốn thay đổi một tí cái, nó lại lôi mình về cái con đường cũ. Thì làm sao mình thành công được? Thế mình nói là lựa chọn là gì? Lựa chọn là gì? Là hơn cố gắng rất nhiều. Tôi lựa chọn đi học đây này các bạn này. Bao nhiêu tuổi không quan trọng, đúng không ạ? Cái tuổi nó chỉ là ở bên ngoài thôi, chứ còn bên trong chúng ta đều giống nhau hết. Không ai biết được hình dáng bên trong như nào cả, đúng không ạ nhà? Và sức chứa ở bên trong của mọi người đều là như nhau. Bạn học được tôi cũng học được, bạn làm được tôi cũng làm được. Có phải bên trong là giống nhau không cả nhà? Có ai biết bên trong của mình bao nhiêu tuổi không? Biết hình dáng nó như nào không? Không. Thế cho nên tuổi chỉ là bên ngoài thôi. Và nhiều người lấy lý do là tuổi tôi ở từng này rồi không học được nữa đâu.